khuôn tạo hình cơm, trứng hình gấu và thỏ dụng cụ tạo hình đáng yêu, bữa ăn thêm sinh động, khuôn tạo hình cơm, trứng hình gấu và thỏ là sản phẩm được nhiều mẹ tin dùng vì những ưu điểm vượt trội mà khuôn mang lại. Với chất liệu từ nhựa cao cấp, không có mùi khi sử dụng nên đây sẽ là dụng cụ hỗ trợ rất an toàn cho mẹ khi chuẩn bị các món ăn cho bé mà không làm mất đi những hương vị của thức ăn. Khuôn tạo hình cơm, trứng hình gấu và thỏ đáng yêu chắc chắn sẽ làm cho bữa ăn của trẻ thêm sinh động hoặc có thể dùng để làm đồ ăn đi picnic sản phẩm sẽ là gợi ý hoàn hảo giúp mẹ sáng tạo những món ăn đơn giản của bé trở nên hấp dẫn đẹp mắt hơn khuôn tạo hình là sản phẩm hàng đầu tại nhật nên các mẹ cứ yên tâm sử dụng tạo hình đồ ăn cho con nhé ưu điểm chính của sản phẩm tạo hình cơm trứng giúp bữa ăn của bé thêm sinh động dụng cụ hỗ trợ mẹ trong việc làm đồ ăn cho con giúp mẹ sáng tạo những món ăn đơn giản của bé trở nên hấp dẫn đẹp mắt hơn khuôn giúp mẹ nhẹ nhàng hơn trong việc làm bếp Thông số của khuôn tạo hình, màu sắc, đa dạng về màu sắc, chất liệu, nhựa cao cấp, kích thước, 6, 9 x 8 x 4,5 cm, xuất xứ. Nhật Bản, bộ sản phẩm bao gồm, sản phẩm bao gồm khuôn tạo hình cơm, trứng hình gấu và thỏ, đa dạng về màu sắc nên mẹ cứ tha hồ lựa chọn.